Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em Duyên. Hiện tại thì em đang ngồi trên chiếc Santa Fe phiên bản Hybrid. Bản này là sự kết hợp giữa động cơ xăng với lại động cơ điện. Trong nội dung của video ngày hôm nay thì em sẽ chỉ ra những điểm khác biệt giữa phiên bản Santa Fe Hybrid này so với lại là bản Santa Fe xăng cao cấp. Kèm theo đó là em sẽ báo giá lăn bánh của phiên bản này để anh chị mình tham khảo luôn nha. Ở bản Hybrid này thì sẽ vẫn giữ nguyên cái kích thước tổng thể của xe, cũng như là sử dụng công nghệ chiếu sáng full LED với tổng cộng 4 thấu kính và đèn ban ngày. Phần đèn hậu vẫn trang bị cụm đèn LED sắc nét cho mình. Phần la răng sẽ trang bị la răng 19 inch luôn. Thiết kế nội thất thì được thiết kế ấn tượng với lại phần da mềm. Nội thất màu nâu. Ở hàng ghế 2 thì có thể gập và trượt với lại một nút bấm, tạo cái không gian cho hành khách thuận tiện dễ ra vào hàng ghế 3. Hàng ghế 3 của mình thì có thể gập hết xuống luôn để không gian cốp được rộng rãi. Phần màn hình thông tin phía sau vô lăng thì sẽ trang bị cho mình màn hình điện tử 12.3 inch, sẽ hiển thị cho mình các cái chế độ lái cũng như là hiển thị các hoạt động của Hybrid, bao gồm động cơ xăng và hệ thống điện, hệ thống pin của xe. Ở màn hình giải trí ở trung tâm thì sẽ trang bị cho mình màn hình 10.25 inch, có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, bản đồ vệ tinh độc quyền trên thị trường Việt Nam luôn, cùng với các kết nối giải trí quen thuộc. Xe của mình sẽ được trang bị các tính năng quen thuộc như là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Về phần hệ thống âm thanh thì sẽ trang bị cho mình 10 loa Harman Kardon ha, cho chất lượng âm thanh cực kỳ hay luôn. Ngoài ra thì cũng sẽ được trang bị cho mình sạc không dây, hệ thống ghế chỉnh điện và kèm theo đó là nhớ ghế hai vị trí ha. Ở đây mình sẽ có sấy vô lăng, sấy và làm mát hàng ghế trước. Kèm theo đó là ở hàng ghế 2 của mình cũng có sưởi ở hàng ghế 2 luôn, trang bị cái tính năng sưởi ở hàng ghế thứ 2. Ở trên phần vô lăng thì cũng có trang bị cho mình phần lẫy số và kèm theo đó là đèn nội thất ambient light luôn. Ngoài ra thì đối với bản Hybrid này cũng có trang bị cho mình cái gói an toàn chủ động Hyundai Smart Scene, bao gồm các cái công nghệ như là giữ đèn đường, đèn pha thích ứng, phòng tránh va chạm điểm mù, hệ thống đổ xe chủ động, điều khiển hành trình thông minh, phòng tránh va chạm phía trước. Và ở tại Việt Nam mình thì cái bản Santa Fe Hybrid này đang phân phối với 6 màu sắc, là bao gồm đen, trắng, đỏ đô, vàng cát, bạc và xanh nước biển. Xe của mình thì sẽ được bảo hành 5 năm hoặc là 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Ở phiên bản Santa Fe Hybrid này thì có gì khác so với lại là phiên bản Santa Fe xăng cao cấp? Thì thứ nhất là sẽ cho mình cảm giác chạy êm hơn, nhất là khi mà xe mình tăng tốc ha. Thứ hai là sẽ giúp mình tiết kiệm nhiên liệu nè. Thứ ba là hàng ghế 2 sẽ có tính năng sưởi cho mình. Và thứ tư là về phần chế độ lái thì sẽ có 6 chế độ lái, bao gồm là Eco, Smart, Sport và 3 chế độ địa hình là tuyết, cát và bùn lầy ha anh chị. Còn ở đối với cái bản xăng cao cấp của mình thì nó có thêm một chế độ là Comfort nữa, là 7 chế độ. Còn bản Hybrid này thì chỉ có 6 chế độ thôi. Về phần hộp số thì sẽ giống, thì ở động cơ thì sẽ khác, là động cơ đối với phiên bản Hybrid này là động cơ 1.6 turbo. Hiện tại thì Santa Fe bản Hybrid này đang có giá niêm yết là 1.450.000.000, và nhà máy Hyundai đang hỗ trợ 100 khách hàng đầu tiên mua xe với giá là 1.409.000.000, thì tổng lăn bánh khoảng tầm là 1.505.000.000 anh chị. Nếu mà anh chị nào đang quan tâm đến phiên bản Hybrid này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên góc phải màn hình để em hỗ trợ báo giá lăn bánh về từng tỉnh địa phương cụ thể cho anh chị. Hoặc là anh chị mình muốn xem xe trực tiếp thì có thể kết bạn Zalo, nhắn tin cho em để em hỗ trợ mình ghé showroom xem xe, trải nghiệm xe hết quý anh chị.